Xin chào bạn, mình đã có trên tay một chiếc ốp lưng nữa dành cho Samsung Galaxy Note 8, chiếc ốp lưng Spigen Liquid Air. Một chiếc ốp lưng được hoàn toàn bằng nhựa dẻo, được sản xuất tại Hàn Quốc và vẫn là một thương hiệu của Mỹ. Ở đây hiện tại có thể coi là dòng ốp lưng chống sốc mỏng và gọn nhất dành cho Samsung Galaxy Note 8. Cái series này trên các đời máy trước thì hiện tại được rất được mọi người ưa chuộng bởi khả năng bảo vệ cũng như là cái tính thẩm mỹ của nó. Đây các bạn có thể xem qua cái thiết kế tổng thể của dòng Liquid Air này. Đó. Thiết kế thì được làm hoàn toàn từ nhựa mềm TPU, một loại chất liệu nhựa dẻo cao cấp có khả năng chống rão và chống biến dạng cực kỳ tốt. Nó không như những cái dòng nhựa silicone các bạn hay thường thấy. Mặt sau lưng thì được trang trí bằng những cái đường họa tiết dạng kim cương có khả năng chống vân tay, chống bám mồ hôi và cầm ở trên tay nó rất là bám tay. Từng chi tiết được Spigen hoàn thiện rất là tốt, kể cả những cái vết cắt xung quanh cái phần camera cũng được làm cắt bóng kim cương lên. Đó, các phím bấm thì được làm nổi hẳn lên để mình có thể sử dụng nó dễ dàng hơn. Phía bên trong thì có những cái rãnh thoát nhiệt để mình có thể sử dụng máy trong một thời gian dài mà không lo đó bị nóng. Ở các góc là cái công nghệ chống sốc air cushion độc quyền của Spigen để giúp bảo vệ điện thoại của mình khi mà có va chạm hay là rơi rớt. Khi lắp thì các bạn lắp vào rất là dễ thôi vì nó được làm hoàn toàn bằng nhựa mềm, và sau khi lắp lên xong, như bạn thấy nó vẫn rất là gọn, nó không bị dày lên quá là nhiều so với thiết kế nguyên bản ban đầu, trong khi thì nó vẫn giúp bạn bảo vệ chiếc điện thoại của mình 360 độ toàn diện mọi cái góc cạnh của thân máy, và cảm giác cầm ở trên tay rất là chắc và nó không hề có cảm giác bị trơn, nhất là đối với chiếc ốp điện thoại có mặt lưng bằng kính như là Samsung Galaxy Note 8 đây. Cái khả năng chống sốc của nó theo tiêu chuẩn quân đội của Mỹ và bó kín mọi góc mọi cạnh, chính vì thế sẽ giúp điện thoại của mình luôn an toàn trong quá trình sử dụng. Kể cả viền trước cũng được làm gờ cao để giúp bảo vệ cái viền màn hình của mình tốt hơn nếu mình có để úp điện thoại xuống như thế này. Đó, camera cũng thế. Các chi tiết như là chân cắm hay là bút được làm rất là chính xác. Các phím bấm thì cực kỳ nảy. Đây là cái điểm nổi bật của Spigen. Và như vậy mình đã giới thiệu xong đến bạn chiếc ốp lưng Spigen Liquid Air dành cho Samsung Galaxy Note 8. Xin cảm ơn các bạn. Để đặt mua sản phẩm này, các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện đến số hotline 0466708708 để đặt hàng. Lê Sang hỗ trợ chuyển hàng đi toàn quốc khắp 64 tỉnh thành tại Việt Nam, hỗ trợ giao hàng, thu tiền COD tận nhà mà bạn không cần phải thanh toán trước bất cứ một chi phí nào. Cảm ơn các bạn.